Minh chào cô chú anh chị và bạn đến kênh Minh Chon miền Tây hỏi sáng tạo nha. Thì hôm nay mình cũng chia sẻ tiếp nha cô chú anh chị. Thì ở ngoài đó phòng khách mình đã lót gạch rồi nè. Đây thì các bạn nào muốn lót mà để một cái đường gạch cho nó chỉnh á, không cần căng dây, thì gạch này nó cũng là khá đều là 50x50 nha, thì gạch 5 tấc vuông đó. Thì mình lấy một cái chỉnh từ một miếng gạch từ ngoài đầu đó, mình sẽ lát vào vô tới cho một cái đường chỉnh, dùng máy laser 16 tia đó. Bên đó mình sẽ đặt chuẩn theo, thì mình cứ lát theo cái đường laser như vậy đó. Thì mình cũng làm để chuẩn một đường này để chia sẻ cho cô chú anh chị và bạn về xem, để lót một cái nền cho nó chuẩn nha. Thì mình cũng mời cô chú anh chị và bạn xem tiếp mình lót như thế nào nha. Thank you.
We'll be right back.
Thank you.